Đấy, cây cau độc lạ nhất Việt Nam này. Cây cau trồng trên bê tông. Trên mét mà có trái quá trời ha. Cây cau độc lạ nhất Việt Nam. Trồng trên bê tông. Trồng trong nhà luôn. Không phải bê tông. À. Trong nhà luôn. Cái cát nó bỏ bằng bên đây. Xe nó dễ đi.